Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Cắp sách đến trường là điều tưởng chừng bình thường với bao nhiêu đứa trẻ. Nhưng ở cửa biển Giá Lồng Đèn, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đó lại là ước mơ. Dân và trên cùng nhánh sông mỗi ngày chỉ có một chuyến đò chở những đứa trẻ đến trường. Thế nhưng lại có nhiều chuyến ngược dòng đưa những em bỏ học ra biển và bắt đầu cuộc mưu sinh. Con thức sớm là khoảng 5 giờ, đi đến trường là khoảng tới 7 giờ con mới tới được trường. Dạ con lớp 3, con định học hết 8 năm là nghỉ, dạ con không có tiền. Con 13 tuổi, con đi học cũng 2-3 năm rồi, giờ con về con làm biển với cha. Cũng ước mơ cũng học tới lớp 9, lớp 10 mà thấy cha mẹ nghèo khó quá rồi mới nghỉ về làm. Mơ ước là cho con đi học lại. Lương tâm cũng muốn cho con mà để được học cái đến trường như con ta, nhưng mà vì hoàn cảnh khó khăn á. Rồi là bắt buộc rồi, cha mẹ phải đưa rồi, cha nó phải đi bằng biển, bọn này đâu có đưa được. Ngoài nối nghiệp nghề biển, bỏ học cũng thành truyền thống cha truyền con nối tại nơi đây. Em mình dốt rồi, thấy chữ nghĩa nó khó khăn rồi, cũng gắng lo cho con cái nó học. Nhưng mà con cái nó thấy hoàn cảnh cha mẹ mặn cực khổ rồi cũng ăn ủi nó học, mà nó hai đứa nó quyết tâm nó nghỉ. Làm gần gần biển cũng làm bấp bênh, nó không có ở đây thì bằng ngày nào để ăn ngày nấy đó. Nó thẳng là bơi được con nào rồi bắt được con ốc thì ăn ốc, gặp cua thì bắt cua, vậy không được bao nhiêu chứ. Cửa biển Giá Lồng Đèn có 34 em từ 6 đến 18 tuổi, hiện còn 15 em đến trường từ mẫu giáo đến lớp 5. Lụy đò, mỗi ngày trẻ mất gần 2 tiếng để thức đón chuyến đi duy nhất từ cửa biển đến lớp. Tiền đò năm học này mỗi ngày 30.000 đồng, thêm chi phí ăn uống khoảng 20.000. Số tiền cứ cấp số nhân trở thành gánh nặng với những gia đình đánh bắt gian bờ, thu nhập bấp bênh. Gia đình khó khăn rồi học tới lớp 5 thì vừa đủ lớn á, thì gia đình nó khó thì nó bắt đi làm thêm, phụ thêm nha. Nguồn thu nhập từ rừng, từ biển tại Giá Lồng Đèn chỉ nuôi sống những người bám chân, chứ không lo nổi con chữ cho tụi nhỏ. Bỏ trường đi làm, trẻ đối mặt với nhiều khó khăn. Sống tưởng chết ở ngoài, mưa rồi sống không thấy ai hết trơn, rồi gió nó thổi ra khơi luôn. Rồi lúc đó rồi hai anh em giật máy chi chạy từ từ vô. Trên cùng nhánh sông, mỗi ngày chỉ có một chuyến đò chở trẻ em cửa biển Giá Lồng Đèn đến trường. Thế nhưng có nhiều chuyến ngược hướng đưa những em bỏ học ra biển. Mơ của con làm thầy dạy võ, không đủ học hết lớp 12 đâu. Ngày đó thì ước được học nghề điện tử, nhưng giờ thì làm biển, nói nghiệp cha ông. Những khó khăn cứ dai dẳng, sẵn sàng đánh chìm ước mơ đến trường của trẻ em Giá Lồng Đèn. Bỏ học trở thành lựa chọn tương lai của nhiều em. Thế nên mấy năm nay, tìm hoài cũng không có một học sinh học hết cấp 2.